Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại cùng nhau khám phá một cái mẫu máy chiếu mới ra mắt của BenQ là BenQ MV826ST. Đây là cái mẫu máy chiếu mới ra mắt của BenQ tại thị trường Việt Nam và được cung cấp chính thức bởi công ty VNPC. Dòng này là model máy chiếu gần với hai cổng HDMI, cổng USB, rồi các cái cổng như computer in 1, computer in 2 rồi monitor out. Mà ngoài ra thì máy có thêm cái cổng LAN nữa, giúp chúng ta có thể dễ dàng điều khiển máy thông qua các cái máy tính hoặc là laptop, máy điện thoại trong cùng một hệ thống mạng LAN. Trong này là máy chiếu gần, do đó cái ống LAN này nó lồi, nó nằm phía ngoài. Các bạn lưu ý là trong quá trình sử dụng là chúng ta tuyệt đối không được lau chùi cái ống LAN này nhiều, sẽ dẫn đến cái việc chảy và hư ống LAN. Theo thông số từ nhà sản xuất thì dòng này có cường độ sáng là 3500 mAh, cái độ phân giải là WiDA 1280x800 và tuổi thọ bóng đèn tối đa là khoảng từ 10 đến 15.000 giờ. Hầu hết các cái dòng máy chiếu BenQ hiện tại được bảo hành thân máy đến 24 tháng và bóng đèn được bảo hành 12 tháng. BenQ MV826ST là dòng máy chiếu gần, do đó hiện tại tôi đặt khoảng cách chưa đến nửa mét mà đã phóng ra cái màn chiếu tầm cỡ khoảng 60 đến 70 inch rồi. Đây là một cái dòng máy chiếu chuyên thiết kế cho các lớp học hoặc là văn phòng và thích hợp sử dụng với các cái bảng chiếu tương tác. Cái mẫu BenQ MV826ST cũng là cái mẫu máy đại diện cho BenQ từ giữa cuối năm 2018 và đây có thể là cái mẫu máy sẽ phổ biến với BenQ từ thời điểm này trở về sau. Các cái ưu điểm như là cái cường độ sáng khá tốt và có hỗ trợ thêm cái ngôn ngữ là tiếng Việt. Ngoài ra thì cái tính năng trình chiếu phim 3D thì nó vẫn được hỗ trợ trên dòng máy chiếu này. Thì cái video này cái dung lượng có hạn cho nên tôi chỉ giới thiệu những cái tính năng cơ bản, và để có thêm các cái thông tin chi tiết các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại trang web là maychiếugiarẻ.vn hoặc là vnpc.com.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm dòng sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại.